Nhận định bóng đá Tây Ban Nha với Kosovo, 1 giờ 45 ngày 1 tháng 4, sau chiến thắng vất vả ở vòng đấu trước, Tây Ban Nha tiếp tục hướng tới mục tiêu 3 điểm trong cuộc đón tiếp Kosovo ở lượt trận thứ 3 bảng B vòng loại World Cup 2022. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hiện tại, tuyển Anh đang dẫn đầu bảng Y tại vòng loại World Cup 2022, vì vậy, một chiến thắng có ý nghĩa rất quan trọng với họ, so với phong độ sau 5 lần ra sân gần đây, 4 thắng, 1 thua thì thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate thừa sức thực hiện được mục tiêu nói trên. Thống kê cho thấy, hàng công của tuyển Anh thi đấu vô cùng tập trung với tổng cộng 14 bàn thắng, trong khi hàng phòng ngự để thủng lưới 2 lần. Dựa vào những số liệu trên, nhà đầu tư được khuyên đặt niềm tin vào đội tuyển Anh khi cơ hội giành chiến thắng của họ cao hơn hẳn so với tuyển Ba Lan. Phía bên kia, đội tuyển Ba Lan vẫn đang thể hiện bộ mặt tương đối thất thường, bằng chứng là sau 5 lần ra sân gần đây thì họ giành được 2 chiến thắng bên cạnh 1 lượt hòa và phải nhận 2 thất bại trên mọi đấu trường. Theo thống kê, hàng công của tuyển Ba Lan thi đấu tương đối ổn định với 9 bàn thắng, trong khi đó, hàng phòng ngự lại không ngừng mắc phải những sai lầm đáng quên và để thủng lưới đến tận 7 lần. Qua đó, chuyên gia tin rằng tuyển Ba Lan sẽ cần cải thiện nhiều hơn nếu muốn bám sát tuyển Anh và giành tấm vé vào vòng trong. Phong độ thi đấu trong quá khứ lẫn hiện tại đều cho thấy đội tuyển Anh hiển nhiên được đánh giá cao hơn tuyển Ba Lan. Dựa vào đó, nhà cái châu Á có cơ sở đánh giá cao Tam Sư với kèo chấp đối thủ 1/2 bàn. Ngoài ra, trận đấu này còn có thêm kèo tài xỉu được ấn định ở mốc 2/3 bàn. Theo thống kê, có đến 3 tháng 5 lần gặp nhau giữa hai đội xuất hiện từ 2 bàn thắng trở xuống nên chuyên gia khuyên người chơi đặt niềm tin vào cửa xỉu, dự đoán Anh 2-0 Ba Lan.